Ở đây nó dư 2 điệu này. Mình muốn xóa nó là mình nhấn nhấn số 6 này. À số 5 xin lỗi, số 5. Select xong là mình select nó, là chọn á. Đó. Ví dụ mình chọn bài nào nó bị trùng á. Đó. Rồi ví dụ như những cái bài ca cây lúa ở dưới đó không xài. Ba đá không xài, ba ca thống nhất là nó chỉ xài ngoài Bắc thôi. Trong Nam không xài thì xóa đi. Bèo giặt máy trôi gì đó, bức tư tình thứ hai không xài, xóa luôn. Bác cha ta ở miền Tây cũng không xài, xóa luôn. Đó, bác cha ta là không xài. Nói chắc là em chưa biết cái bài đó luôn á. Bác cha ta là cái điệu đó là không có xài tới, lên Sài Gòn mấy cái người khiêu vũ họ mới xài. Kèo cũng trong Nam cũng không xài luôn. Đó, tại bữa là anh chép nguyên cái ấy nhưng mà chiếc cậy Trường Sơn là cách mạng cũng xài mà ít. Cô giáo về bàn, nhớ đó là miền Tây là cầu dừa chứ không có bàn. Nên là cô gái Nam Hồng là ra ngoài Nghệ An Hà Tĩnh kìa. Ở đây cũng không có luôn. Đó. Đúng rồi, nó đó. Đắk Rông là lên chỗ Minh, lên Tây Nguyên. Tây Nguyên thì chắc hiếm hiếm người xuống đó. Cũng xóa luôn đi. Huế thì lâu lâu có một vài người. Trừ cái Huế lại không? Huế đưa lại nhá. À, rồi. Đen này là nó có ba cái, là anh làm ba cái đổi và cái trống nó khác nhau. Dân tộc này thì trừ một cái, đó, mình cứ xóa bớt. Đêm Trăng Tình Yêu cũng cần này, disco này cần này, đất nước trọn niềm vui là không có ai xài này, đất nước trọn niềm vui ít, đây, đó. Ví dụ như vậy, từ cái không cảm xúc này lại, dòng máu lạc hồng, đường chúng ta đi, em sẽ là người ra đi gọi đò, ai gọi đò thì lâu lâu có đánh thì giữ lại đó, hàng khúc thì trừ một bài thôi đó. Thì cái nào mình cảm thấy mà nó dư cứ xóa bớt để cho nó hãy hát lên, rồi lâu lâu có đứa hát này, rock cũng có này, hôn màu tím khúc tâm tình người Hà Tĩnh là quan họ quê tôi, quan họ tôi không có xài đó. Liên khúc tính vú kiểu ấy cũng giữ lại. Lời Của Gió lâu lâu có người hát đó. Lòng Mẹ cũng có người hát. Lòng Mẹ Đình Đám Ma. Lòng Mẹ Đình Cha. Mãi Đình Làng Biển cũng không có. Đi cộng cái này nó bị trồng nhiều với là Mời Trầu thì nó cũng không xài đó. Thế nên là những cái gì mà anh chị em mà em cảm thấy không thích á, em có thể xả bớt theo ý của em. Chứ bữa là anh chưa có nghĩ là em đánh được 3 tháng, 2-3 tháng mà em về em giảm quại đàn em đi chơi là. Nên là anh cũng không có nghĩ nó nhanh như vậy nữa. Nhưng mà nếu mà em mà đến mức này mà em chơi được remix là em giỏi rồi. Đó. Anh em có anh em ở đây nói là trứng luôn, nhiều thằng nó nói là mình nó xạo. Đó là anh em mà 2-3 tháng mà bỏ tay trái làm sao bỏ hợp âm được. Cái đó là mình do cách của học trò tập luyện chứ thầy cũng không có một phần thôi. Học trò mà không luyện thì có thầy trời nào cũng không theo, không có chi giúp đỡ được. Đấy, vậy thôi. Tương tự vậy. Tango gì đó, cũng lâu lâu gặp nhé. Lâu lâu gặp. Tấu sáo thì thôi khỏi đi. Ngô, Thăm Bến Nhà Rồng. Đất Cực Tây. Tango. Đó. Tình Ca Tây Nguyên cũng không có đâu. Tôi sợ trùng nhiều quá. Trăng vỡ, Đàm Hình, An Trường. Trừ lại cho nó. Đó. Trường Sơn anh đi tuyết là lâu xài nhá. Tuyết này. Vans. Cầm Cỏ Đông. Vầng Trăng Khóc. Vào đời giờ cũ quá rồi. Cái này nhiều quá anh sợ em không có quản lý hết đó. Đó như rồi xong, đây là mục xóa cả lát anh chị mục lưu.